Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục câu chuyện kinh doanh lan đột biến. Hai ngày nay, trên mạng xã hội lại tiếp tục xôn xao về một vụ việc tại xã Mã Thành, huyện Yên Thành của tỉnh Nghệ An. Theo nội dung trong đoạn video clip được đăng tải, thì một cây hồng bồng lai 7cm được mua với giá là 1,65 tỷ đồng và được so sánh là tương đương với khoảng 250 tấn lúa, tức là bằng thu nhập của một hộ nông dân làm một mẫu ruộng trong vòng 50 năm. Cùng với nhiều vụ việc mà chúng tôi đã phản ánh trong thời gian vừa qua, rõ ràng là lan đột biến đang khiến cho nhiều cơ quan quản lý khá bối rối. Đầu tiên phải kể đến đó chính là ngành nông nghiệp. Cho đến giờ thì Tổng cục Lâm nghiệp cũng như là Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vẫn gặp không ít những vướng mắc trong việc quản lý loại cây cảnh này. Về Quảng Ninh, nơi nổi tiếng với thông tin một thương vụ giao dịch lan đột biến có mức giá tới 250 tỷ đồng. Sở Nông nghiệp tỉnh này cho biết, trong 4.000 hộ gia đình trồng lan trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, thì có 50 hộ có tham gia trồng lan đột biến. Tuy nhiên, các giao dịch cơ bản nhỏ lẻ, cá nhân và hiện tại chưa có cơ sở đăng ký kinh doanh giống lan đột biến này. Chưa ghi nhận một cái buôn bán, khai thác, vận chuyển trái phép trên địa bàn. Còn đối với lan Sơn Cước thì hiện nay là theo cái thông tin của chúng tôi được biết là chỗ đây là một cái đơn vị cá nhân người ta có thể đi mua ở các nơi khác về. Và khi về thì người ta cho rằng là có loài hoa đẹp và cho rằng là đã được đột biến. Số cái hộ gia đình trồng lan đột biến có trên địa bàn thì chúng tôi cũng đã tiến hành kiểm tra. Nhưng tuy nhiên thì dưới cái thẩm quyền cho phép thuộc lĩnh vực quản lý của chúng tôi thì chủ yếu là chúng tôi kiểm tra về cái nguồn gốc xuất xứ, kiểm tra về để phát hiện các đối tượng dịch hại để phòng ngừa cái chuyện lan lây lan ra diện rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đại diện của Cục Trồng trọt, hiện nay theo luật trồng trọt số 31/2018, khi muốn tham gia kinh doanh một giống cây trồng nào đó, thì giống đó phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đồng thời tổ chức cá nhân trước khi sản xuất kinh doanh giống phải tự công bố lưu hành giống, báo cáo lên Cục. Tuy nhiên, đến hết năm 2022 thì luật này mới chính thức có hiệu lực. Thông tin mà anh tự công bố như vậy, mà trong quá trình sản xuất kinh doanh mà nó không đúng với những cái quy định mà ông đã tự công bố thì các cơ quan chức năng, cơ quan quản lý nhà nước sẽ đứng ra xử lý theo quy định của pháp luật. Để được phép sản xuất kinh doanh phải với không phải cây trồng chính thì phải tự công bố lưu hành cho Cục, nếu không là vi phạm. Như cái hiện do cái vấn đề chuyển tiếp, do vấn đề kế thừa cho hai văn bản, chứ chúng ta không thể đánh rạch một cái văn bản có bắt người dân phải hoặc doanh nghiệp phải thực hiện ngay là nó không phù hợp. Tuy nhiên, theo đại diện của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay bất kỳ một loài lan nào cũng đều thuộc phụ lục của Công ước Quốc tế về buôn bán các loài động thực vật nguy cấp. Tại Việt Nam cũng đã có Nghị định 06 về quản lý các loài động thực vật rừng trong danh mục nguy cấp. Trong đó, hai loài lan là kim tuyến và lan hài thì thuộc phụ lục 1 cấm khai thác vì mục đích thương mại. Đối với dòng lan phi điệp, dòng lan làm mưa làm gió trong thị trường lan đột biến thời gian qua. Dù đột biến hay không đột biến, đều nằm trong nhóm 2 là nhóm hạn chế khai thác vì mục đích thương mại. Nếu có thì cần phải tuân thủ theo đầy đủ các quy định về truy xuất nguồn gốc xuất xứ hợp pháp như giấy nhập khẩu, khai thác, nuôi trồng hợp pháp và có cơ sở mua đấu giá của các tang vật tịch thu sau khi xử lý. Thì tất cả các loài lan đều phải chịu sự quản lý, nếu mà không đảm bảo cái việc nguồn gốc hợp pháp này thì có thể phải chịu các cái xử lý biện pháp xử lý hành chính theo cái nghị định 35 của chính phủ về quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp. Thì đối với các cá nhân mua bán trao đổi thì chúng tôi cũng khuyến cáo là nên yêu cầu các cơ sở là phải đảm bảo cung cấp các giấy tờ hồ sơ đảm bảo là lan có nguồn gốc hợp pháp để tránh những cái hệ lụy khi mà bị các cơ quan chức năng có thể là kiểm tra phát hiện. Trước những nhiễu loạn của thị trường lan đột biến, mới đây phía Tổng cục Thuế đã đưa ra công văn yêu cầu các cục thuế tại các địa phương nhanh chóng rà soát, tăng cường công tác chỉ đạo về quản lý thuế đối với lan đột biến. Theo công văn này, đối với những đối tượng là tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, trường hợp phát sinh giao dịch mua bán lan đột biến, tự trồng và bán ra thì không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng. Trường hợp đối tượng này nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì cũng không phải kê khai tính nộp thuế giá trị gia tăng, nhưng bán cho hộ, gia đình cá nhân kinh doanh và các tổ chức cá nhân khác ở khâu kinh doanh thương mại thì phải kê khai tính nộp thuế giá trị gia tăng theo mức thuế suất là 5%.
Cũng với đối tượng này, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bán ở khâu kinh doanh thương mại thì kê khai tính nộp thuế theo tỷ lệ 1% trên doanh thu. Đối với chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp thì ngoài các đối tượng phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định, thì trường hợp tổ chức doanh nghiệp có thu nhập từ việc bán lan đột biến đáp ứng theo quy định tại khoản 2 điều 1 luật số 71/2014 QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thu thì được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Với đối tượng là hộ gia đình cá nhân trong trường hợp phát sinh giao dịch mua bán thì thuộc diện điều chỉnh của thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo quy định về hoạt động kinh doanh với thuế suất giá trị gia tăng 1% và thuế thu nhập cá nhân 0,5%. Với trường hợp là hộ gia đình cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp trồng trọt chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác thì sản phẩm nông nghiệp trong trường hợp này không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại khoản 1, điều 1 luật số 106/2016. QH13 và được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Điều 4 Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân số 04/2007 QH12. Vâng, rõ ràng chúng ta có thể thấy là những luật định quản lý về lan đột biến dường như đã có, nhưng mà nhiều người cũng đặt câu hỏi về việc xác định và thực thi nó trong thực tế có thực sự là dễ dàng hay không. Khó về quản lý hay sự biến tướng của kinh doanh lan đột biến quá hoàn hảo và tinh vi, để rồi những mức giá không tưởng bị đẩy lên cao. Việc quản lý sản xuất, trồng và giao dịch mặt hàng lan đột biến đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Các cái trường hợp này thì bản thân là các hộ gia đình cá nhân thì nếu mà họ trực tiếp trồng lan ấy thì họ cũng là đối tượng được miễn cái thuế thu nhập cá nhân, miễn thuế VAT. Bản thân thì cái mặt hàng đó nó không phải là mặt hàng phổ biến để có thể xác định, nhìn bằng mắt có thể định giá được hoặc xác định được, thì cơ quan thuế cũng rất là khó để xác định cái lan đó. Giao dịch đối với dòng lan đấy thì phải là đối với các giao dịch dành cho những người có cái nguồn tiền rất là tốt mới dám tham gia vào cái giao dịch đó. Vậy thì ở trên thị trường ấy có những cái sản phẩm chúng ta được quy vào gọi là sản phẩm để được đánh thuế tiêu thụ đặc biệt. Thì đối với những sản phẩm này thì nhà nước là một là hoặc là những sản phẩm không khuyến khích tiêu dùng hoặc là những sản phẩm có giá trị rất là lớn. Thì nếu như mà trong thời gian tới mà nhà nước có cái điều chỉnh về luật thì có thể là xem xét nó là một dạng để đưa vào cái dạng thuế tiêu thụ đặc biệt chăng? Hiện nay các cái cơ quan tài chính, cơ quan thuế đang làm, tức là chúng ta quản lý cái nghĩa vụ thu nộp ngân sách, nghĩa vụ nộp thuế khi mà những cái giao dịch đó đã được thực hiện. Như vậy thì tôi cho rằng dường như chúng ta mới tập trung vào quản lý cái phần ngọn, mà thậm chí cái phần ngọn này còn chưa xảy ra. Trong khi đó thì quản lý về mặt thông tin, về quản lý về mặt sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm trồng trọt ở đây là chúng ta đang bỏ qua. Và đặc biệt cái sự quản lý này cần có sự phối hợp đồng bộ của ba cơ quan là quản lý thông tin, quản lý nông nghiệp và quản lý về mặt tài chính. Có như vậy những cái quy định về thuế hay là thu nộp ngân sách nó mới khả thi. Cái kinh tế Việt Nam là mình, nhà nước mình đang vận hành theo cái nền kinh tế thị trường, nhưng cũng rất cần sự định hướng xã hội chủ nghĩa, đấy là nhà nước điều chỉnh để cho cái nền kinh tế Việt Nam nó được trong sạch và lành mạnh.